Thân ái xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả anh em trong làng audio. Hôm nay quý huyện Sài Gòn audio nhập về rất nhiều những mặt hàng từ thượng vàng hạ cám, những đôi loa chơi karaoke cho những ngày xuân sắp tới. Vâng, rất nhiều đôi loa các bạn ạ, những loa rẻ tiền, những loa đắt tiền, cái gì cũng có. Hôm nay quý huyện giới thiệu đến các bạn một đôi loa bút xeo HBX còn nguyên đây, nguyên kẹt HBX W361. Các bạn nhìn thấy cái thùng của nó nè, Hi-Fi Loudspeaker System nha. Đây là thông số của nó nè. Và đôi loa này có công suất cũng tương đối cao các bạn nhé. Đôi loa này có công suất là 100W, 100W trên channel, là trên một kênh đấy, trên một loa đấy các bạn. Vâng, còn đây là kích thước của nó này, kích thước thì mình ghi trên sẵn trên đôi loa đây rồi. Vâng, đôi loa gồm có hai đường tiếng các bạn, màu gỗ rất đẹp nha, màu gỗ rất đẹp các bạn. Bách của nó là màng carbon này, viền cao su ngựa này, 18 bách 18 và một chép đôm. Những đôi loa như thế này thì mình chơi karaoke vô tư. Và đôi loa này đặc biệt là còn nguyên thùng mà các bạn nhé. Đây, các bạn thấy cái vân gỗ rất đẹp không? Đây, vâng. Và đây là tem của nó. Tem nó tem nhôm luôn đó các bạn. HBX model W361. Đôi loa cực rẻ. Giá chỉ 3,5 triệu đồng thôi nha các bạn, 3,5 triệu thôi. Mình nhắc lại, đôi loa này có độ nhạy của nó cũng là tương đối cao, 87 decibel, và watt của nó như mình vừa nói là maximum này, 100W các bạn, chơi karaoke vô tư, được xài lắp ráp dù cái tay các bạn nha. Vâng, đây, và các bạn tiếp tục xem cái loa bên này. Vâng, các bạn xem tiếp chiếc loa bên này. Loa này có chiều cao của nó là 48cm các bạn nha. Chiều rộng là 26 và chiều sâu là 29. Các bạn có thể hỏi tôi là đôi loa còn mới không, thì nói thật với các bạn là chưa xài, chưa qua một người nào xài. Mình vừa khơi cái thùng ra đấy, mới tuần vừa khơi thùng ra nhé các bạn. Đây, thùng xốp đồng hoàng nha. Đấy các bạn, vừa khơi thùng ra. Và đôi loa này có trọng lượng cũng khá là nặng, 23kg các bạn nhé. Và giờ các bạn xem tiếp phía sau của chiếc loa bên này. Đây. Và các bạn có thể xem từ xa chiếc loa như vậy, loa rất ok. Đôi loa này xin nhắc lại giá 3,5 triệu đồng không bao cước ship các bạn ạ. Loa rất đẹp. Rồi mình còn rất nhiều loa đây nè, các bạn nhìn thấy nè. Đây cũng là HBX. HBX nhưng mà cái đời này là đời 720 và đời 750. Những cái đôi này thì là 4,5 triệu. 4,5 triệu nha. Và đôi Bose 6.2, đôi này hát karaoke vô tư. Các bạn nhìn thấy bách 20 và hai cái chép nằm trên cái bách. Đôi này mới như không từng thấy mới đấy. Hết chỗ mới rồi. Đôi này là 11 triệu nè. Hôm nay mình làm một clip mình giới thiệu tổng thể, rồi mình sẽ làm. Đấy là những đôi loa karaoke, hay là kể cả những cái đôi màu đen này cũng là giá. Đôi màu đen này cũng là HBX các bạn ạ, 850, đời 850 cũng là tương đối cao, 90,5cm chiều cao. Những cái đôi này cũng vậy thôi, cũng là cao 90,5 đấy, cao tương đối bằng nhau. Và tất cả cụ từ này là cụ từ đôi hết các bạn nhé. Đấy, cụ từ đôi hết. Ba đôi loa cây này giá đều nhau là 4,5 triệu. Đôi loa này mình đang nghe nhạc đấy, giá là 3,5 triệu nha. Và mình cũng đang nghe cái âm ly karaoke. Vâng, đấy các bạn. Và hàng còn nguyên thùng kìa, mình chắc cái thùng ở trong kia, đó là những còn nguyên thùng nha các bạn.
Vâng, mình hôm nay rất nhiều loa, các bạn chơi cỡ nào cũng được. À, rồi bây giờ có những cái đôi loa Relatif nè, Bass 40 nè, 14 triệu. Mình giới thiệu tổng thể luôn, rộng 44 nè, sâu 31 và chiều cao 72, thùng gỗ lạng, thùng gỗ lạng. À, Bass 40 có hai cái server chỉnh, có tép càng, mic càng và Bass 40 nghe các bạn, có hai cái nút có server chỉnh nè. Ok, rất đẹp. Con này cũng giá 14 triệu. Con Relatif này. Rồi tổng hợp như vậy cho các bạn xem, và rồi mình sẽ làm những clip chi tiết. Bây giờ các bạn nghe nhạc chi tiết của đôi loa Bookshelf này nha. Bookshelf W361 HBX này nha các bạn. Vâng, nguyên đai nguyên kiện giá 3,5 triệu, rẻ quá, rẻ luôn. Đôi này bằng là nhau, đôi màu vàng giá 11 triệu. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh YouTube của Quý Nguyễn Sài Gòn Audio. Xin hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau. Xin chào.